Vâng, xin được mến chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Ngày hôm nay em Trung lại lên cho anh chị một cái mẫu xe mới về bên em. Đây là chiếc Mitsubishi Pajero Sport. Trước này bên em bởi 2020 và đây là bản hai cầu nhé các bác nhé. Thì ở bản hai cầu của Mitsubishi này thì nếu mà nói về cái giá tiền thì có thể thấp hơn so với cùng phân khúc. Thứ nhất như Ford Everest, Titanium hay như Fortuner. Đúng không? Rẻ hơn đến cả 100 triệu ấy. Mà cũng là động cơ máy dầu, mức tiêu hao nhiên liệu cũng rất là ít nhé. Và ở cái phiên bản hai cầu này sẽ được trang bị rất nhiều với bản Mitsubishi này. Thứ nhất là từ cam 360 hay hệ thống an toàn chủ động của Mitsubishi, đúng không ạ? Như các bạn thấy này, đây, hệ thống radar của xe làm lên trên cùng với cả cái logo luôn, rất đẹp nhé. Smart sensor đấy mà của Mitsubishi, đây là công nghệ an toàn chủ động của nó rất là tuyệt vời nhé các bác nhé. Về phần nội thất của xe thì ghế đều chỉnh điện đấy các bác này. Đó, ghế chỉnh điện nhé. Hay như tất cả cửa kính, cửa lái, cửa kính này đều là một chạm tự động đúng không ạ? Auto đấy. Và đây có cảnh báo va chạm đây, hay đây là cảm biến này, rồi hệ thống cân bằng điện tử. Đấy. Hệ thống cày cầu xe, xe thì cũng có được trang bị là phanh tay điện tử các bác nhá, và auto hold đúng không ạ? Hay như rất nhiều chế độ đây, thứ nhất là hệ thống cày cầu các bác này. Đấy, đúng không ạ? Đây là hệ thống cày cầu của xe. Hay như hỗ trợ đổ đèo, đúng không ạ? Hay vượt núi rất là tuyệt vời nhé. Xe cũng được trang bị màn hình. Đấy, màn hình cảm ứng rất là tuyệt vời. Nội thất đều ghế da màu đen. Xe thì nhìn chung rất là khỏe, trông rất là khỏe nhé. Và cái mức tiêu hao nhiên liệu của động cơ máy dầu chiếc này thì là khá là ít. Đâu đó thì ở cái cung đường hỗn hợp nó khoảng hết khoảng độ 9 lít dầu cho 100 cây thôi. Còn nếu như ở trên cái cung đường trường thì có thể là chỉ hết khoảng độ hơn 7 lít một chút các bác nhé. Như bác thấy này, thứ nhất là điều hòa, đều là điều hòa tự động này bác này. Đó. Rất tuyệt vời nhé, xe rất là đẹp, đúng không ạ? Rộng, cũng khá là rộng rãi, gầm cao. Đấy. Xe cũng được trang bị cả cốp điện rồi bác nhé. Đấy, cốp điện này các bác này. Rất rộng rãi. Hàng ghế thứ ba thì ở dòng Mitsubishi này thì nhỏ hơn một chút so với các cái dòng cùng phân khúc đúng không ạ? Fortuner hay như là Ford Everest đúng không ạ? Nhỏ hơn một chút. Đó, như bác thấy. Xe rất đẹp nhé, xe có màu sơn trắng. Xe thì bên em cam kết với các bác là không bị đâm vai rồi. Đấy, keo chỉ sẽ không mất một phân nhé các bác nhé. Bác thấy này. Keo chỉ nguyên zin hay hệ thống gầm bệ của xe. Bác thấy đúng không ạ? Đấy. Và có một cái điểm cộng rất hay ở trước này khi bên em lấy về thì đây, xe cũng được trang bị một cục loa trầm để ngay ở dưới ghế bên phụ thôi. Thì bác thấy rất là hay nhá, bác chủ trước này cũng khá là chơi, chịu chơi đấy. Đấy. Ghế phụ cũng chỉnh điện nhé các bác nhé. Đấy. Đấy. Xe thì rất là tuyệt vời rồi. Đấy. Bây giờ em sẽ quay qua về cái phần khoang máy, khoang động cơ cho các bác, đúng không ạ? Đây như bác thấy. Đây phần khoang động cơ của xe. Đây em sẽ mở lên để giới thiệu với các bác. Thứ nhất là về phần khoang động cơ của xe như bác thấy này. Từ ốc cabo hay như keo chỉ nhé, hay tất cả các lỗ tròn cơ khí. Đấy, không có sự đâm va để là biến dạng đúng không ạ? Rồi tai xe. Sau đó là em sẽ quay vào thêm đây là phần máy, đúng không ạ? Từ chân máy hay nhà đến cổ bô, đúng không ạ? Rồi tất cả mặt máy còn nguyên zin nhé, nguyên bản, không có dấu hiệu của tháo mở, đúng không ạ? Xe rất nguyên bản. Từ con ốc tai còn rất là nguyên zin nhá các bác, như bác thấy đây. Đó, tai rất là ấy nhá. Hay như thanh rằng đây, đúng không ạ? Tất cả đều nguyên zin. Và trước này bên em là đang có cái giá là chưa đến 1 tỷ 2. Chỉ hơn 1 tỷ 1 thôi. Đấy. Nên anh chị nào có quan tâm thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp với em Trung nhé. Theo số điện thoại là 0965 822 782. Và tới đây chuyên mục xe cũ đã qua sử dụng của em Trung xin được tạm dừng. Hẹn gặp quý anh chị vào những clip tiếp theo. Quý anh chị nào yêu mến thì cho em Trung xin một like và một đăng ký kênh nhé. Và lời cuối em xin kính chúc quý anh chị và toàn thể gia đình mình có nhiều sức khỏe, bình an, làm ăn thì gặp được nhiều may mắn. Em xin chân thành cảm ơn ạ.